trong một nghiên cứu gần đây về hành vi của chim ruồi. Công ty sinh học, một công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh, gần đây đã phát hiện ra rằng một số loài chim ruồi có hành vi kêu thường xuyên hơn và giảm hoạt động trao đổi chất ở độ cao khoảng 3.800m. Kết quả nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí Sinh học Thực nghiệm. Những phát hiện này được đưa ra giữa thời điểm hỗn loạn đối với các loài động vật trong môi trường của chúng. Biến đổi khí hậu đang đẩy một số loài ra ngoài môi trường sống hiện tại của chúng, buộc chúng phải đến những ngôi nhà mới có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng. Điều này thường bao gồm việc sống ở độ cao lớn hơn hoặc ở những vùng có khí hậu mát mẻ hơn. Chim ruồi không phải là mong đợi. Một số loài chim ruồi đã thích nghi ở độ cao lớn hơn, ví dụ, chim ruồi của Anna có thể sống trong môi trường sống ở độ cao lên đến 2.800m. Tuy nhiên, trần độ cao này có thể không đủ để chim ruồi chạy trốn ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, vì nhiều loài có thể cần phải bay lên cao hơn. Do đó, các nhà nghiên cứu muốn biết làm thế nào hoặc liệu chim ruồi có thể phát triển như thế nào trong môi trường cao hơn 2.800m và quyết định nghiên cứu độ cao tác động như thế nào đến các hoạt động của chim ruồi. Để tiến hành nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã bắt chim ruồi từ môi trường sống ở cuối phạm vi sống của chim ruồi, mực nước biển và phạm vi sống tối đa lên đến 2.400m. Những con chim sau đó được đưa đến một nơi nào đó nửa chừng khoảng 1.200m, nơi chúng ở lại trong vài ngày. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã thiết lập một cách cho những con chim uống mật hoa, đồng thời đo nồng độ O2 và CO2 để đánh giá quá trình trao đổi chất. CO2 được đo cụ thể vào ban đêm khi chim ruồi ở trạng thái ngủ đông, một kiểu ngủ đông được sử dụng để bảo toàn năng lượng. Sau một vài ngày ở độ cao 1.200m, các nhà nghiên cứu đã di chuyển những con chim đến khoảng 3.800m và tiếp tục đo sự trao đổi chất cũng như bản chất của trạng thái không kêu khi ngủ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mặc dù thực tế, những con chim ruồi đáng lẽ phải làm việc ngoài giờ trong không khí loãng hơn, sự trao đổi chất giảm hơn 30%. Với những con chim ở độ cao 2.400m ở mực nước biển cũng giảm tương đương. Những con chim ruồi cũng ở trong trạng thái kêu ca trong thời gian dài hơn nhiều so với bình thường. Cuối cùng, mức oxy thấp và áp suất không khí dường như có ảnh hưởng tiêu cực đến sự trao đổi chất và hoạt động của chim ruồi. Những phát hiện này cho thấy rằng khi biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến môi trường sống, chim ruồi có thể là một loài động vật sẽ gặp khó khăn hơn trong việc thích nghi với môi trường mới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.